Mẹ hãy vẫn nhắc lại cho chúng ta là như thế này, cái việc mà mắng con á, hay khen con, hay là đôi khi là những cái sự động viên, hay đôi khi là thậm chí là những cái sự mắng nhiếc của chúng ta, đôi khi là những cái lời khen của chúng ta, nó rất là quan trọng đến cuộc đời của một đứa bé. Nếu như mà chúng ta không biết khen thì sẽ làm cho con của chúng ta nó rất là tự cao, chính xác là như vậy. Thế thì vì sao mà phải khen, phải mắng và phải phạt con đúng cách? Đó, một cái câu hỏi đặt ra cho các cha mẹ này. Vì sao phải khen, phải mắng, phải phạt con một cách rất là đúng cách? Vậy thì khen á, chính là chúng ta nuôi dưỡng được cái năng lực mà biết chia sẻ niềm vui, cũng như là tạo được cái sự tự tin ở bên trong con từ khi còn bé đấy. Cái sự động viên ghi nhận là rất là quan trọng, và comment cho mẹ hãy cái câu này lại đi này. Trẻ cần sự khích lệ động viên hơn cây non cần nước. Hãy comment xuống cho mẹ hãy ạ. Trẻ cần sự khích lệ động viên hơn cây non cần nước. Chúng mẹ phải hiểu là không phải chỉ riêng con trẻ của chúng ta, mà đến chính người lớn chúng ta này cũng rất cần được khen ngợi, phải không? Nên là tất cả những cái sự khen ngợi của chúng ta dành cho con là một điều rất là quan trọng, và nó sẽ nuôi dưỡng ở bên trong tâm hồn của tất cả những đứa con của chúng ta cái năng lực của sự biết chia sẻ và chia sẻ niềm vui cho người khác đấy, và nó cũng sẽ tạo nên cái sự tự tin ở bên trong của các con. Nên cái việc mà khen là một điều rất quan trọng và cần thiết đối với đứa bé của chúng ta. Đúng rồi, vậy thì bây giờ các cha mẹ thân mến, thì khen con thế nào để con không tự mãn? Bởi vì á, khi mà khen con sai cách thì chúng ta sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là khôn lường. Cái hậu quả đầu tiên đó là trẻ sẽ không cảm nhận được cái sự chân thành. Cái hậu quả thứ hai đó là cái khả năng phản kháng của trẻ nó sẽ bị kém đi. Chúng ta comment cho mẹ cái điều thứ ba nào. Trẻ sẽ cảm giác thấy tự mãn và xem mình là nhất khi mà cha mẹ khen ngợi. Đó đó là những cái tác hại mà chúng ta khen con không đúng cách, được không? Ví dụ như là ôi con trai của mẹ là nhất này, con gái của mẹ là số 1 luôn đấy, hay là con thì học giỏi thật là giỏi tiếng Anh, hơn cả bạn tí, hơn cả bạn Tèo cái kia đấy, con của mẹ là tuyệt vời nhất ở cái khu xóm này ấy. Khi mà chúng ta khen nhiều lần như thế thì sẽ làm cho con của chúng ta rất là tự mãn, và đôi khi con sẽ xem mình là nhất của quả đất đấy nhá các cha mẹ nha. Đó là ba cái điều mà chúng ta khen con không đúng cách thì sẽ làm cho cái đứa trẻ của chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề. Như vậy thì bây giờ mẹ hãy sẽ bật mí cho chúng ta ba cách để khen con đúng cách, được không ạ? Cái thứ nhất đó là khen ngợi trẻ một cách rất là chi tiết và cụ thể. Đó, chúng ta hãy ghi nhận cho mẹ hãy cái điều đó. Các cha mẹ biết không, chẳng hạn như hôm nay đang có dì Lan Anh ở đây này, chẳng hạn như ở nhà mẹ hệ mà có Mina với lại có bé một bé xá xị, con của em của mẹ hệ, thì đôi khi mà các con sang đây á, thế thì chẳng hạn như là khi mà các con vẽ rất là đẹp chẳng hạn, hay là các con ăn cơm rất là ngoan chẳng hạn, hay là các con chẳng hạn như là dọn đồ một cách rất là gọn gàng chẳng hạn, thì mẹ hệ thường ôm các bé vào và mẹ bảo là ồ xá xị hôm nay của bác hệ giỏi thế, xá xị đã biết dọn đồ một cách rất là gọn gàng đấy, hoặc là hôm nay xá xị của bác bơi giỏi thế, không biết được bác thấy xá xị bơi rất là đúng cái tư thế mà chú Duy đã dạy, bác Duy đã dạy cho con đấy, tay con sải đây như thế này, vân vân đấy, hoặc là ôi hôm nay xá xị xúc cơm giỏi thế chẳng hạn thế, con cầm muỗng rất là cứng cáp, ví dụ chi tiết như thế. Thì chúng ta hãy phải khen ngợi con theo cái cách như thế, tức là chi tiết vào, cụ thể vào, và hãy tập trung vào cái quá trình của con. Chúng ta comment này, tập trung vào quá trình của con, hãy khen cái quá trình của con. Cái điều này nó rất là quan trọng, thế nên là hãy tập trung vào cái quá trình, hay là những cái sự nỗ lực, hoặc là đôi khi là cái chiến lược mà con của chúng ta sử dụng nữa. Đừng có chỉ vào một cái thành quả chung chung, đừng có chỉ vào như thế. Nên là khi mà khen con là phải rất chi tiết, rất cụ thể, rất rõ ràng. Thì đấy là cách khen đầu tiên, khen làm sao cho đúng cách. Cái cách khen thứ hai này, khen ngợi một cách rất là chân thành. Nào chúng ta hãy comment này, khen ngợi chân thành. Cái khen ngợi chân thành rất là quan trọng. Ví dụ như thế này, chúng ta đập tay cái, chúng ta nháy mắt một cái, hay là sử dụng những ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn. Thì đấy cũng là một cái cách mà làm cho con của chúng ta nó cảm giác cho nó rất là được gần gũi. Cái sự chân thành, các cha mẹ biết không, đôi khi cái sự sáo rỗng, cái sự chân thành nó rất là mong manh và dễ vỡ. Thế thì theo các cha mẹ, khen ngợi chân thành á, thì nó khác nhau ở cái chỗ sáo rỗng là cái gì? Đố các cha mẹ biết. Ví dụ mẹ hệ, ví dụ đi, bây giờ các cha mẹ sẽ nhìn thấy rằng là mũi của mẹ hệ là rất là cao đúng không? Hoặc là mẹ hệ có cái răng khểnh đúng không? Thì rõ ràng rằng là nếu như bây giờ các cha mẹ mà khen mà mẹ hệ nhìn cũng dễ thương nhỉ, thì dễ thương thì đừng có nói cái từ chung chung như thế, mà bảo là mẹ hệ rất là dễ thương, có cái sống mũi của mẹ hệ rất là cao mà gọn, hay là mẹ hệ rất là dễ thương nhỉ vì có cái nụ cười rất là tươi do, có cái răng khểnh nhỉ. Ví dụ mình khen ngợi một cách rất là chi tiết cụ thể và có bằng chứng. Chúng ta comment cho mẹ cái từ này được không ạ? Có bằng chứng. Thì cái sự chân thành hay không chân thành ấy, nó khác nhau ở cái là có bằng chứng đó. Chứ chúng ta cứ khen chung chung á, thì nó không phải là chân thành. Chúng ta khen phải có bằng chứng cụ thể rõ ràng thì cái sự chân thành nó mới vào cuộc.
Nên là nhiều khi mà các cha mẹ mà khen mà không có bằng chứng là cái đó nó không ổn nha. Mà không phải chỉ đối với con không thôi, mà lại còn đối với rất là nhiều những người khác nữa. Đôi khi cũng chẳng cần là người ta quá đẹp xuất sắc, hoặc là đâu phải là cái trán đẹp rồi mũi cao rồi mắt đẹp rồi miệng đẹp, cái gì đẹp chúng ta cũng mới khen được đó. Và đôi khi chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta khen dựa trên cái sự thực tế có bằng chứng thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự chân thành. Vậy thì con của chúng ta cũng như thế. À, chúng ta đó là điều thứ hai đúng không nào? À, rồi chúng ta comment cho mẹ cái điều thứ ba, đó là chúng ta hãy khen con của chúng ta trước mặt người khác nhưng một cách rất là bâng quơ. Hãy khen một cách rất là bâng quơ, như các cha mẹ hãy comment cho mẹ này, khen trước mặt người khác một cách bâng quơ. Cái điều này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta khen một cách rất là bâng quơ thì cái đứa trẻ nó cảm giác thấy là không có chủ đích, thì nó sẽ cảm giác thấy là mẹ khen một cách rất là chân thành. Mẹ hãy ví dụ như thế này thôi, chẳng hạn bây giờ con của chúng ta nó đang ngồi học ở trên bàn chẳng hạn, thế là chúng ta có một cái người hàng xóm nào đó và chúng ta đến nhà chơi, cái bắt đầu chúng ta nói thế này: ôi công nhận hôm nay ấy, may mà có con trai tớ ở nhà, con trai tớ giặt cho ít đồ, chứ nếu mà không thì về nhà đau lưng lắm, cũng sao mà giặt được, cũng may là nhờ nó ở nhà nó giặt cho ít đồ. Đấy là khen ngợi bâng quơ đấy các cha mẹ, khen trước mặt con, khen trước mặt nhiều người nhưng mà lại rất là bâng quơ, không có chủ đích, ít cái chủ đích lại. Thì các cha mẹ biết không, cái đứa bé nó mới sẽ cảm nhận được là à, cái sự khen này của mẹ là ổn, là ok, cái sự khen này nó ok trong mắt của nó. Chứ nhiều khi chúng ta lôi nó ra, nhiều khi chúng ta lôi nó vào nó cũng không ok đâu nhá, mà chúng ta lại khen trước mặt người khác nhưng mà một cách rất là bâng quơ và vô tình kiểu như thế, thì sẽ tăng lên cho con được cái niềm tin hơn rất là nhiều, và các con cảm nhận được ở người mẹ và các con cảm giác thì có giá trị hơn rất là nhiều đấy. Chúng ta hãy chú ý cho mẹ cái điểm này. Nên là khi mà chúng ta về nhà bà ngoại, hay khi chúng ta có cái hàng xóm đang dình đến, hay là khi chúng ta ăn cơm với chồng hoặc là trong gia đình của chúng ta, hoặc là đôi khi trong gia đình có hai anh chị em chẳng hạn, thì chúng ta khen một cách rất là bâng quơ, không có chủ đích là gọi bạn ấy ra để khen, mà chúng ta khen một cách rất là bâng quơ trước mặt các con của mình, và không có nhìn vào mắt của con, cũng chẳng có chủ đích là lôi con ra để khen, thì vô tình những con của chúng ta vẫn nghe thấy nhá. Thì đấy lại là một cái điều khen vô cùng tuyệt vời các cha mẹ. Được chưa? Nên là chúng ta hãy comment lại cho mẹ nhá. Khen trẻ trước mặt người khác nhưng mà khen một cách rất bâng quơ, thì đấy là ba cách khen mà chúng ta sẽ tạo ra được, chúng ta sẽ khen đúng cách cho con. Một là khen ngợi con một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể. Hãy tập trung vào quá trình chứ đừng có khen ngợi chung chung. Cái thứ hai là chúng ta khen ngợi một cách rất là chân thành bằng cách là hãy có bằng chứng, hãy dùng những cái body language, tức là ngôn ngữ cơ thể, để chúng ta thể hiện được cái sự khen ngợi chân thành. Cái thứ ba là khen con của chúng ta trước mặt nhiều người nhưng mà trước mặt người khác nhưng mà khen một cách rất là bâng quơ, thì nó sẽ làm cho con của chúng ta thấy được rằng là cái điều tức là đấy là một trong những cái cách mà chúng ta khen con rất là đúng cách các cha mẹ hen. Đó.